Ngày xưa, ở làng nọ có một cậu bé không cha không mẹ, tên là Heo. Cháu chào các ông, các bà, các bác ạ. Ừ, thằng Heo đi gánh nước đây hả? Vâng ạ. Thằng này con cái nhà ai ấy nhỉ? Bác không biết à, thằng này mồ côi từ bé, khi còn đỏ hỏn đã thấy con người dứt nó ở góc sân đình. Bà tuốt nhặt về nuôi, nào ai biết gốc tích của nó ở đâu đâu. Tới năm nó 5 tuổi thì bà tuốt mất. Phải rồi, từ hồi bà tuốt mất, không có ai nuôi. Thằng bé lang thang hết nhà nọ sang nhà kia cho người ta sai vặt. Mới đó mà thằng bé đã 15 tuổi rồi. Mấy năm nay thì nó tới ở đỡ cho nhà quan lớn. Chẳng ai biết tên nó là gì, chỉ thấy nó bẩn như heo, nên người làng cứ quen gọi nó là thằng Heo. Thằng bé tuy bẩn nhưng mà chăm chỉ và ngoan ngoãn lắm. Quan lớn có nó ở đỡ cũng được nhờ. Thằng Heo, mày đi gánh nước về đó hả? Dạ, quan lớn lên kinh thành mới về đó ạ. Quan có sai gì con không? Mày gánh nước xong thì đi cắt cỏ cho bò đi. Với lại đi tát nước cho đám mạ ở đồng xa nữa. Dạ, con sẽ đi làm ngay đây ạ. Cái thằng này, sao mày hôi quá vậy? Bộ mày không tắm hay sao hả? Bẩm quan lớn, con làm từ sáng sớm đến đêm khuya. Lúc hết việc thì cũng muộn quá rồi, nên con chẳng còn thời gian mà tắm nữa ạ. Mày định đổ cho tao cái tội là bắt mày làm việc quá sức hay sao đó hả? Dạ không ạ, con nào dám nói vậy. Thôi, cút đi. Dần đang giặt áo đó sao? Cái áo đó là của tôi mà. Vâng, tôi thấy anh Heo bẩn quá nên giặt giúp anh bộ quần áo cho sạch. Cảm ơn Dần nha. Ở nhà này có mỗi Dần là tốt với tôi thôi. Anh Heo cũng tốt với tôi mà. Thằng Heo đâu rồi? Quan lớn gọi con ạ. Tao vừa đi lên tỉnh về, đường mới mưa xong, bùn đất bẩn quá. Mày xách chum nước ra đây cho tao rửa cái chân đi. Vâng, thưa quan lớn. Ôi, chân quan lớn có 3 cái nốt ruồi kìa. Ừ, số mệnh của tao là làm quan. 3 cái nốt ruồi này là chỉ tướng số làm quan của tao đó. Chân quan có mỗi 3 cái nốt ruồi, chứ lưng của con có đến 9 cái nốt ruồi lận. Cái thằng này, tưởng mày chỉ bẩn thôi, chứ không ngờ mày cũng biết bốc phét nữa đó. Lưng mày có 9 cái nốt ruồi, không lẽ lưng tao có tới 18 nốt hả? Con nói thiệt mà, quan không tin thì con kéo áo lên cho mà xem nè. Được, mày kéo áo lên cho tao xem, không tao đánh chết. Đúng là mày có 9 cái nốt ruồi thiệt. Có lần con đi tắm ao với bọn con trai trong làng, chúng nhìn thấy lưng con có 9 nốt ruồi thì mách với con vậy, chứ con nào có nhìn thấy lưng con đâu. Mình từng nghe nói, người nào có 9 cái nốt ruồi ở lưng thì là có mệnh thiên tử. Nếu đúng là thế thật thì không lẽ sau này nó sẽ làm vua? Thôi chết. Hàng ngày mình toàn sai nó làm đủ việc, quạt tháo mắng mỏ nó. Lỡ mà sau này nó làm vua thì nó cho mình vào ngục mất. Phải nghĩ cách trừ khử nó để phòng hậu quả về sau. Cho độc vào bát cơm này, lát nữa thằng Heo đi làm đồng về cho nó ăn, cho nó đi đời nhà ma, khỏi phải lo lắng hậu quả sau này. Trời ơi, quan lớn định đầu độc anh Heo hư? Anh ấy đã đắc tội gì với quan không biết? Thằng Heo, mày đi làm đồng về đó hả? Dạ, thưa quan lớn. Tao thấy mày về muộn, sợ bọn người ở ăn hết cơm của mày, nên tao đã để phần mày một bát, tao cất trong trạng đó, vào mà ăn. Hôm nay quan lớn tốt với con vậy, con cảm ơn quan. Nhìn ngon quá, cơm trắng thơm nức, phải ăn ngay thôi, đói quá rồi. Dần, cô đổ hết bát cơm của tôi rồi, vậy thì tôi lấy gì mà ăn đây? Anh Heo, chỗ cơm này không ăn được đâu.
Cô nói vậy là sao? Lúc nãy em tình cờ trông thấy quan cho thuốc độc vào bát cơm này đấy, còn nói là cho anh đi đời nhà ma. Hả? Sao quan lại hạ độc tôi? Tôi có làm gì sai đâu. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng anh nhìn kìa. Trời ơi, con dán ăn phải miếng cơm mà lăn ra chết liền tại chỗ. Anh heo, anh mau trốn đi, nếu quan thấy anh chưa chết chắc chắn sẽ tìm cách hại anh bằng được. Nhưng sao dần lại cứu tôi? Anh heo là người tốt mà, em không thể để người tốt bị hại được. Anh mau trốn đi. Vậy tôi đi nha, nếu sau này còn sống tôi sẽ quay về tìm dần. Tụi bay đâu? Phải tìm bằng được thằng heo cho tao. Không hiểu sao thằng heo lại biết chuyện mình muốn đầu độc nó mà trốn đi vậy chứ. Bây giờ tao phải đi tìm thằng heo. Lát nữa về tao sẽ tra xem đứa nào mách lẻo. Chuyện này chỉ có đứa nào chuyên ở trong xó bếp mới biết thôi. Thôi chết, chắc chắn là quan nghi ngờ mình rồi. Mình phải trốn khỏi đây thôi. Mình cũng chưa biết phải đi đâu. Nhưng phải đi khỏi đây ngay bây giờ thì mới giữ được tính mạng. Nó kia rồi, bắt lấy nó. Ôi trời đất ơi, thôi chết rồi, thằng heo rơi xuống vực chết rồi. Về báo với quan lớn thôi. May quá, mình kịp bám vào được đám cây cỏ mọc trên bờ vực, chứ không thì tan xác rồi. Ngươi không có chỗ nào nương náu nên muốn xin ở lại đây sao? Dạ, xin thầy cho con ở đây. Con sẽ làm việc giặt cho thầy, nấu cơm nước cho các môn đệ. Thôi được, ngươi cứ ở lại đây. Nếu làm tốt các công việc được giao, ta sẽ cho ngươi làm môn đệ, theo ta học đạo. Nếu được vậy thì còn gì bằng. Con cảm ơn thầy. Con đã đi lấy cỏ về cho ngựa đó hả? Dạ, thưa thầy. Tốt lắm, sáng sớm đã dậy thổi cơm, gánh nước, quét dọn, lại còn đi cắt cỏ cho ngựa. Con đúng là một môn đệ chăm chỉ, ta rất hài lòng. Thằng heo mới vào đây có mấy ngày mà thầy mình xem ra đã quý mến nó. Nếu dậy lâu dậy dài, chắc thầy sẽ nhận nó làm đệ tử ruột, rồi cho mình ra rìa. Làm sao để cho nó biến khỏi đây bây giờ? Mình phải vào kiểm tra xem nó lau tưởng có sạch không mới được. Mày lau tưởng chưa sạch đây nè. Những chỗ tượng thần khoanh chân khiến bên dưới bị che lại, làm sao mà tôi có thể lau vào những chỗ đó được? Mày phải nghĩ cách ra mà lau chứ. Nếu mà không lau sạch, thế nào thầy cũng đuổi mày đi đó. Vậy sao? Nhưng làm cách nào đưa vẻ lau vào những chỗ khe kẽ của bức tượng mà lau bây giờ? Anh chỉ tôi với. Mày hãy tự tìm cách đi, tao không giúp được gì cho mày đâu. Mày đã lau sạch các bức tượng thần chưa đó hả? Tôi đã lau sạch hết rồi, không còn chút bụi nào bám vào nữa. Thiệt không đó? Anh không tin thì cứ vào kiểm tra mà xem. Được, để tao vô kiểm tra. Hả? Sao nó lau sạch vậy? Không còn chút bụi nào. Quái lạ. Làm sao mà nó lau được vào tận các khe kẽ như vậy chứ? Mỗi hôm mình không sao làm được. Ngày mai phải rình xem nó làm cách nào. Thần ơi, hãy duỗi chân ra để cho ta lau bụi nào. Trời ơi, thằng heo có thể sai khiến những bức tượng để duỗi chân ra cho nó lau kìa. Trời sắp tới nơi rồi, mau báo cho thầy biết thôi. Ngươi nói sao? Thằng heo có thể sai khiến được cả những bức tượng sao? Dạ thầy, nếu thầy không tin thì thầy đi theo con. Thằng heo vẫn đang lau những bức tượng đó đó. Các thần ơi,
ta đã lao xong rồi. Mời các thần khoanh chân lại như cũ đi. Thầy ơi, chẳng phải đây là một mối nguy cho chúng ta hay sao? Sao thằng heo có thể sai khiến được cả những bức tượng thần? Điều này cho thấy thằng heo có mệnh làm vua. Hả? Nếu vậy, thầy phải mau đi bẩm báo với các quan địa phương đi. Nếu không bẩm báo, chẳng phải sau này sẽ mang tội lớn sao? Phải, có lẽ ta nên báo cho các quan địa phương. Lỡ sau này có chuyện gì, các quan không quở trách. Dạ, vậy để con đi bẩm báo. Thôi chết, họ gọi quan tới bắt mình đi. Mình phải trốn khỏi đây thôi. Hả? Ở đây có một căn nhà. Hay mình chui vào đây trốn tạm? Nhà to như vậy, chắc chắn sẽ có chỗ cho mình ẩn nấp. Nhưng cửa khóa kín rồi, chắc phải trèo tường thôi. Wow, ở đây có bức tượng thờ Long Thần lớn quá. Gia chủ hẳn là người giàu có đây. Thôi mình cứ ngủ tạm ở phòng thờ này. Sáng mai mình sẽ dậy thật sớm và trốn đi. Tôi đã bảo con hầu sắp cho mâm hoa quả từ sớm rồi đây. Ông vào làm lễ cúng Long Thần rồi còn đi. Tốt lắm, sáng nay phải làm lễ sớm để tôi còn lên kinh thành vào cung vua ý kiến nhà vua. Cái thằng này, mày ở đâu tới đây vậy? Hả? Người thì bẩn thỉu mà dám nằm trên ban thờ của Long Thần hả? Trời ơi là trời, đây là chốn thờ thần linh thiêng, sao mày ở đâu lại vào đây nằm như thế hả? Tôi xin lỗi ông bà, đêm qua tôi đi qua đây, trời tối quá mà chả có chỗ nào tá túc, tôi liền vào đây xin ngủ nhờ. Giờ tôi xin đi đây, nếu có thất lễ, xin ông bà bỏ qua cho tôi. Thằng này to gan lớn mật quá. Mày có biết mày đang nằm ở đâu không hả? Mà hôm qua bọn người làm đâu hết, để cho người lạ vào tận đây nằm ngủ bao giờ? Tôi... Mày dám bê tượng Long Thần trên ban thờ xuống đất, rồi mày nằm vào chỗ tượng Long Thần, mày thật là hỗn láo. Hôm qua tôi vào đây, chẳng biết là nằm chỗ nào. Tôi liền bảo với tượng Long Thần là hãy xuống đất để tôi lên đó nằm được không? Tượng Long Thần liền bay xuống đất, vậy là tôi liền nằm lên chỗ đó. Thật hoang đường, mày đã làm càn lại còn khoác lác hả? Phải sai người trói nó lại, đánh cho một trận thôi. Ta đang ở đất của vua, vua cho ta ngồi đâu thì ta phải ngồi đó. Vua bảo ta xuống đất, ta phải xuống đất. Ông ơi, có phải tượng Long Thần vừa nói đó không? Đúng rồi, sao tượng có thể nói chuyện được bà? Vậy thì thằng bé kia không phải dạng vừa đâu. Thì bà nghe đó, Long Thần vừa nói đây là đất của vua, vua bảo ngồi xuống đất thì phải ngồi xuống đất. Cũng đúng ông ạ, thằng bé kia nhỏ thó, sao có thể bê được bức tượng Long Thần nặng thế kia xuống đất được? Rõ ràng bức tượng đã tự ý bay xuống. Vậy là nó không khoác lác. Nếu vậy, nó đúng là mệnh thiên tử rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ đây hả bà? Nếu vậy, chúng ta phải mau đưa lên nhà trên, sắp xếp cho thằng bé chỗ ăn ở đàng hoàng, kẻo mang tội với triều đình đâu ạ. Ta là quan trong triều, kề cận với hoàng thượng, chưa biết kẻ kia là người thế nào mà lại có mệnh làm vua. Thôi thì cứ tạm giữ nó ở đây rồi tính sao. Được, để tôi bảo bọn người làm dọn một căn phòng tử tế, làm đồ ăn ngon mang tới cho cậu ta. Bẩm quan, có tin từ cung điện, hoàng đế đã băng hà rồi. Hả? Hoàng đế đã băng hà rồi sao? Lập tức chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta sẽ vào cung ngay bây giờ. Ta đang rất lo lắng, hoàng đế mới băng hà, người lại không có con nối dõi, ta sợ triều đình sẽ nhiễu nhương mất. Người có cách nào không? Bẩm hoàng thái hậu, chẳng phải khi xưa hoàng hậu từng sinh được một cậu con trai hay sao? Đứa con trai đó giờ đang ở đâu rồi? Ta ân hận lắm. Khi xưa ta muốn phế hoàng hậu, lập phi tần lên,
Bởi vậy mà khi hoàng hậu sinh được con trai, ta đã cho người lén lút đưa nó ra ngoài giết chết. Chẳng ngờ sau đó phi tần làm phản, rồi hoàng đế thì mắc bệnh, chẳng thể sinh thêm một mụn con nào. Bẩm hoàng thái hậu, khi xưa ai là kẻ mà người đã sai giết chết thái tử? Người muốn biết kẻ đó là ai để làm gì? Chuyện đã qua lâu rồi, ta giờ ân hận thì cũng đã muộn lắm rồi. Nếu thái tử bị giết chết mà hoàng thái hậu chưa nhìn thấy xác thì biết đâu chừng. Người hy vọng là có thể thái tử chưa chết được, ta thì không dám hy vọng vào điều đó. Nhưng hãy cứ thử xem, thưa hoàng thái hậu. Bẩm ngài, hồi đó con không dám giết chết giọt máu của hoàng đế, nên đã dứt nó ở góc đình của một ngôi làng. Từ đó tới nay con không biết chuyện gì đã xảy ra với đứa bé đó. Mau đưa ta tới ngôi làng đó. Dạ. Mà ngươi có biết thằng bé đó có đặc điểm gì không? Dạ, nó có 9 cái nốt ruồi ở sau lưng. Vậy thì ta hy vọng sẽ tìm được nó. Mau đưa ta đi. Bẩm hoàng thái sư, tôi biết tội rồi ạ. Đêm đó cũng chỉ tại tôi cuống quá, không biết làm sao nên đã cho gia nhân đuổi theo nó. Nó chạy tới bè rừng thì rơi xuống vực chết rồi ạ. Tên phản quốc, người biết thằng bé có mệnh thiên tử đã không báo cáo cho triều đình, lại còn định giết chết nó, tội đáng muôn chết. Cũng chỉ tại tôi ngu muội, thấy nó có 9 cái nốt ruồi ở lưng, tôi lại có biết chút ít về số mệnh nên sợ chết khiếp, chẳng nghĩ được gì ngoài việc hại nó để phòng hậu quả sau này. Mong thái sư tha tội chết. Người đâu, đưa tên này về triều đình chờ ta xử tội. Vậy là thái tử đã bị rơi xuống vực chết rồi ư? Đúng vậy. Giờ ta vô cùng lo lắng, nếu không có người kế vị ngai vàng, trong cung sẽ xảy ra nội chiến, dân chúng sẽ không còn sống yên ổn được nữa. À mà, thằng bé hôm qua đâu rồi bà? Tôi đã cho nó một phòng riêng, ăn uống no say rồi. Chẳng phải là thằng bé đó có thể sai khiến được Long Thần hay sao? Rõ ràng là có mệnh thiên tử mà. Ông nghĩ gì thế? Chẳng phải ông vừa nói thái tử đã bị ngã xuống vực chết rồi ư? Bà lấy ngay cho tôi một bộ quần áo nam thật đẹp, mang tới đây cho tôi. Ông bà đã cho tôi ở, cho tôi ăn, lại còn cho tôi cả bộ quần áo mới này sao? Đúng vậy. Thôi, cậu hãy cởi áo ra, thay bộ quần áo này vào xem có vừa không. Dạ, cảm ơn ông bà. Thái tử! Hả? Gì vậy? Sao ông lại gọi tôi là thái tử? Bẩm thái tử, người chính là người kế vị ngai vàng. Người đâu, mau hộ tống thái tử về cung. Thì ra, heo chính là thái tử thất lạc năm nào. Thái sư khi phát hiện ra thì ngay lập tức đưa heo về cung. Heo được kế vị ngai vàng và trở thành vua của một nước. 5 năm sau, tất cả dẹp đường cho hoàng đế đi qua. Ôi, có phải là Dần không? Xin hoàng thượng tha tội, thần thất lễ không kịp tránh đường ạ. Dần không nhận ra tôi sao? Tôi chính là heo đây. Anh heo, anh là vua ư? Phải, năm xưa chẳng phải quan lớn nhận ra ta có mệnh thiên tử nên định hại chết ta. Nhờ có Dần cứu ta mà ta còn sống tới bây giờ. Nhìn ngon quá, cơm trắng thơm nức, phải ăn ngay thôi, đói quá rồi. Dần, cô đổ hết bát cơm của tôi rồi, vậy thì tôi lấy gì mà ăn đây? Anh heo, chỗ cơm này không ăn được đâu.
cô nói vậy là sao? Lúc nãy em tình cờ trông thấy quan cho thuốc độc vào bát cơm này đấy, còn nói là cho anh đi đời nhà ma. Hơ? Sao quan lại hạ độc tôi? Tôi có làm gì sai đâu. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng anh nhìn kìa. Trời ơi, con dán ăn phải miếng cơm mà lăn ra chết liền tại chỗ. Anh heo, anh mau trốn đi, nếu quan thấy anh chưa chết chắc chắn sẽ tìm cách hại anh bằng được. Nhưng sao dần lại cứu tôi? Anh heo là người tốt mà, em không thể để người tốt bị hại được. Anh mau trốn đi. Vậy tôi đi nha. Nếu sau này còn sống, tôi sẽ quay về tìm dần. Anh heo. À quên, hoàng thượng. Vua heo vô tình gặp lại cô gái năm nào cứu mình khỏi bát cơm có độc. Vua liền đưa cô gái về cung và làm đám cưới. Họ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Bình minh trên biển. Lần này về quê gặp ba mẹ, anh nhớ nói như đã bàn để ba mẹ đỡ đau lòng nhé. Ừ, anh biết rồi. Quý khách lên chuyến tàu S02, xin mời xếp hàng ở cửa số 12 để lên tàu. Chúng ta đi thôi anh. Tàu đến rồi anh ạ. Lên thôi kẻo trễ. Ôi, cẩn thận. Cháu xin lỗi cụ, cháu vô ý quá. Không sao, tôi không sao đâu. Cụ đi đâu vào giờ khuya thế này ạ? Tôi đi tìm bà lão nhà tôi. Bà ấy lại giận dỗi chuyện gì rồi bỏ đi từ sáng. Tôi phải đợi mãi đến giờ này mới có chuyến tàu để đi đây. Thế con cháu cụ đâu mà lại để cụ đêm hôm đi tìm một mình thế này? Chúng nó còn bận làm ăn. Lần nào bà ấy cũng chỉ đến có một nơi đó mà thôi. Cứ đến đó là tìm được bà ấy. Thế cụ làm gì để đến nỗi cụ bà tức giận bỏ đi thế? Hay là cụ lại có cảm tình với cụ bà nào khác rồi? Đâu có, tôi đâu có. Các cụ lãng mạn quá. Một người giận dỗi bỏ đi để người kia vất vả đi tìm. Chúng ta bây giờ thua xa các cụ ấy chứ. Thế hai vợ chồng đi đâu vậy? Chúng cháu về thăm ba mẹ thôi ạ. Ba mẹ ở xa lúc nào cũng mong nhớ con cháu nhiều lắm. Dạ, bọn cháu biết rồi ạ. Tàu S02 đã vào bến. Hành khách thu xếp hành lý chuẩn bị xuống tàu. Để cháu xách giúp đồ cho cụ. Cảm ơn cháu. Chúc cụ chóng tìm được cụ bà nhé. Cảm ơn cậu. Cảm ơn các cháu nha. Tới đây được rồi, tôi tự đi được. Cụ có đi một mình được không? Hay là để cháu đưa cụ đến đó? Không cần đâu, các cháu đi cùng, có khi bà ấy lại xấu hổ. Nhưng mà... Không sao đâu, trước giờ tôi vẫn đi một mình. Em à, nãy giờ anh thấy có kẻ khả nghi cứ nhìn theo ông cụ. Vậy sao? Nếu vậy chúng ta không thể để cụ ấy đi như vậy được. Đó, chính là người kia. Tờ mờ sáng mà hắn cứ đi theo cụ, chắc chắn là có ý đồ xấu rồi. Chúng ta phải đi theo cụ thôi. Anh cứ đi theo chiếc xe phía trước giúp tôi nhé. Hắn vẫn đang bám theo cụ. Hay là chúng ta báo cảnh sát hả anh? Không được, hắn mới chỉ đi theo thôi, mình chưa có bằng chứng gì. Em có thấy bóng dáng cụ bà nào đâu. Phải đấy, bờ biển giờ này đâu có ai. Vẫn không có ai cả. Nguy rồi. Dừng lại, không được lại gần cụ. Hai người là ai? Tại sao cứ bám theo ông tôi? Sao? Ông cụ đó là ông của cậu? Đúng vậy, lúc ở trên tàu, tôi tưởng hai người tốt bụng nên giúp đỡ ông tôi. Nhưng sau đó hai người cứ bám theo ông tôi, có ý đồ gì đây? Chúng tôi đưa cụ xuống ga tàu, rồi phát hiện cậu cứ lén lút bám theo sau cụ. Chúng tôi nghi ngờ cậu có ý đồ xấu, nên phải đi theo cụ để đảm bảo cụ không gặp vấn đề gì. Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Tôi là cháu của cụ. Anh chỉ có thể xem qua tấm ảnh này của gia đình tôi.
Nếu vậy sao cậu không đi cùng cụ mà phải lén lút thế? Ông không cho chúng tôi đi cùng. Ông luôn nói muốn có thời gian với bà tôi. Vì vậy tôi mới phải âm thầm theo sau ông như vậy. Phải rồi, tôi không thấy cụ bà ở đâu cả. Bà tôi mất lâu rồi. Mấy năm gần đây ông tôi bắt đầu bị lẫn. Ông luôn nghĩ rằng bà vẫn ở bên cạnh ông. Đây là nơi ông và bà tôi gặp nhau lần đầu tiên. Mỗi khi cuộc hôn nhân của họ gặp trắc trở, họ lại tìm đến đây để nhớ về lý do họ bắt đầu. Chính vì vậy mà trong tiềm thức ông tôi luôn nhớ về nơi này. Thì ra là vậy, tình cảm hai cụ dành cho nhau thật thiêng liêng biết bao. Em à, liệu chúng ta có thể suy nghĩ lại để cho nhau thêm một cơ hội nữa không em? Bà ơi, bà đang nhìn phải không? Bình minh đẹp lắm. Đồng xu bị lỗi. Các em không được bất lịch sự như thế. Dạ con xin lỗi. Không sao, thầy biết con đến đây không phải lần đầu. Cứ đến nghe nếu con muốn. Dạ, con cảm ơn thầy. Ông ơi, ông xem cháu nhặt được cái gì này. Cháu đã về rồi à? Có gì mà vui thế cháu? Ông xem đi. Cháu à, ông biết cháu rất thích piano, nhưng tay của cháu... Vả lại, điều kiện nhà mình không đủ để cho cháu theo học đàn đâu. Dù đôi tay này không được lành lặn, nhưng cháu vẫn muốn được một lần thử cố gắng về ước mơ. Ông cho cháu thử được không? Chỉ một lần này thôi. Thôi được rồi cháu yêu. Xin thầy hãy dạy cho cháu tôi. Cháu nó thực sự rất thích piano. Hiện tại tôi không đủ tiền, nhưng tôi hứa sẽ trả dần cho thầy. Cứ để cháu học ở đây. Ông không cần quá lo lắng về học phí đâu ạ. Xin cảm ơn thầy. Xin mời thí sinh tiếp theo, cháu Gia Huy. Ôi, thằng bé bị cục móng tay út kìa. Chà, thế thì đánh làm sao được? Không biết giám khảo nhận xét ra sao nhỉ? Một phần thi không được thành công cho lắm nhỉ? Cháu có thể trả lời tại sao cháu lại muốn chơi đàn đến như vậy không? Dạ thưa chú, vì cháu rất yêu tiếng đàn. Cháu cảm thấy đó không chỉ là âm thanh mà còn là tiếng nói của tâm hồn. Còn điều gì nữa không? Dạ thưa chú, vì cháu thật sự muốn được thử một lần để biết rằng liệu cháu có thể làm được nhiều hơn những gì mà mọi người nghĩ hay không. Cháu biết trò chơi tung đồng xu không? Với những đồng xu bình thường thì xác suất sẽ là 50/50 cho khả năng sắp và ngửa. Có nghĩa là với người bình thường thì khả năng thành công cũng khá là ít ỏi rồi. Nhưng cháu với bàn tay đó thì còn hơn thế nữa. Cháu là một đồng xu bị lỗi. Thật quá đáng. Cho dù có không đồng ý thì cũng không thể nói với một đứa trẻ bằng giọng điệu đó. Nếu vậy cháu sẽ cố gắng hơn, không chỉ gấp đôi mà sẽ hơn rất nhiều lần để đạt được thành công như cháu mong muốn. Thằng bé được đó chứ. Không những không nhục chí mà còn đáp lại rất khẳng khái. Cháu có biết tác động của bên ngoài cũng sẽ có ảnh hưởng đến xác suất sắp ngửa của đồng xu không? Dạ cháu không rõ. Có những yếu tố tưởng như không liên quan như sức gió, lực tác động của tay hay là bề mặt mà đồng xu được tung lên đều ảnh hưởng đến xác suất đó. Nếu như yếu tố đó thuận lợi thì khả năng tung được mặt mong muốn sẽ đạt được sớm hơn. Cháu hiểu, cháu không có những điều đó.
tội nghiệp thằng bé. Ôi cháu tôi. Vậy thì nếu cháu đồng ý, ta rất sẵn lòng được làm yếu tố thuận lợi để giúp cháu thực hiện được điều đó. Cháu có nghe nhầm không ạ? Cháu không nghe nhầm đâu. Chúng ta đã xem cháu biểu diễn. Tuy là đoạn sau cháu không được thuận lợi, nhưng cháu vẫn kiên trì đến cùng. Và hơn cả, chúng ta đã thấy được sự say mê và cái hồn trong âm nhạc mà cháu tạo nên. Đó chính là điều mà chúng ta tìm kiếm. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Ông ơi, cháu làm được rồi. Cháu của ông giỏi lắm. Mùa thu trút lá. Ông làm gì mà dậy sớm thế? Ông tỉnh rồi hả? Tôi trằn trọc mãi nên dậy luôn. Càng ngày càng khó ngủ. Ông đang xem album đấy hả? Vâng, tôi đang xem lại mấy ảnh đi ngắm lá đỏ ngày trước. Mà mắt mũi kèm nhèm quá ông ạ. À, ông xem này, thằng Hiếu ngày bé đây, hồi đây mỗi lần đi ngắm lá đỏ là nó thích lắm, chạy nhảy khắp nơi, gọi cũng chẳng buồn về. Nhìn thằng bé cười là biết thích đến thế nào rồi. Cả vợ của tôi nữa, ông không biết chứ, sống với nhau cả đời chẳng thấy bà ấy thích cái gì. Chỉ có thích đi ngắm lá đỏ thì dù có bị ốm cũng vẫn muốn đi. Tiếc là từ ngày bà ấy mất, tôi phải vào đây đến giờ chưa một lần nào được đi ngắm lại. Rừng lá đỏ ở Vân Hải hả? Chỗ đó cũng gần mà. Con ông có xe ô tô đấy thôi, bảo nó chở đi. Nó bận lắm, đến gặp mặt tôi còn đếm trên đầu ngón tay ấy. Thì ông cứ thử nói với nó xem, tâm nguyện của cha chẳng lẽ nó lại từ chối. Đây là đồ ba dặn, ba xem còn thiếu gì không? Ừ, để ba xem. À, còn cây gậy cũ con có mang vào cho ba không? Ừ thôi chết, con quên. Nhưng ba có gậy rồi mà, còn cần cái gậy cũ ấy làm gì nữa? Ừ, ba thấy bà Dung không có gậy chống đi lại bất tiện, nên ba tính mang cái gậy cũ ở nhà vào cho bà ấy dùng tạm. Ba vẫn cái tính thiệt tình như thế, những việc ấy đâu cần ba lo, có con cái họ lo rồi mà. Con nói vậy chứ, có phải ai cũng có con cháu vào thăm thường xuyên đâu. Năm thuở mười họa mới vào được một lần ấy chứ. Trời ơi, ba đừng có nhắc mấy chuyện lá đỏ, lá đung gì nữa được không? Bây giờ con đang bận tối tăm mặt mũi, làm gì có thời gian đi xem mấy thứ phù phiếm ấy. Mà bây giờ ba đi lại cũng có tiện đâu. Ờ, nhưng mà ba... Mấy hôm nữa con còn phải đi công tác nước ngoài nữa cơ. Thôi, ba cứ ở yên đây. Đợi lúc nào rảnh rỗi con thu xếp được, rồi con đưa ba đi sau. Khổ thân bác Nghĩa. Có phải cứ con trai làm to là sung sướng đâu. Tình hình ổn cả chứ ông? Bác sĩ bảo vẫn tạm ổn ông ạ. À, ông vào đi. Bệnh của ông Nghĩa tiến triển nhanh quá. Cứ thế này e là chẳng được bao lâu nữa sẽ bị mù hoàn toàn mất. Tôi chưa dám nói cho ông ấy biết vì sợ ông ấy sốc. Gần đây tôi muốn gọi điện thoại thông báo tình hình sức khỏe của ông Nghĩa cho con trai của ổng mà chẳng mấy khi liên lạc được. Ông lại ngắm cảnh cũ đây à? Tính ra cũng sắp hết mùa lá đỏ rồi ông ạ. Không biết đến bao giờ tôi mới được đi ngắm lại. Bệnh của ông Nghĩa tiến triển nhanh quá. Cứ thế này e là chẳng được bao lâu nữa sẽ bị mù hoàn toàn mất. Đi, ông chuẩn bị đồ đạc, tôi sẽ đưa ông đi. À, ông nói đi đâu cơ? Đi ngắm lá đỏ chứ còn đi đâu? Đi thực hiện điều ông ngày đêm mong mỏi đấy. Ừ, cứ thế đi sao? Tôi với ông thôi hả? Chứ còn với ai vào đây nữa? Không cần đợi con trai ông nữa nha. Tôi sẽ đưa ông đi. Ngắm lá đỏ chứ có gì mà ghê gớm đâu mà sợ. Hai ông già đi cũng được mà. Ờ, nhưng mà... Nhưng nhị gì nữa? Ngày nào ông cũng lá đỏ, tôi nghe đến phát nhàm rồi. Ông chuẩn bị đi. Thuốc thang nhớ mang đầy đủ vào nghe. Ông chờ tôi với, tôi chuẩn bị ngay đây. Alo? Không, tôi không đưa ba đi đâu cả. Sao? Ba tôi bị mất tích? Đúng là nó rồi, khu rừng lá đỏ. Thế là ông thỏa lòng mong ước rồi nhé.
Bà nhìn xem, rừng la đỏ của bà đấy. Ông có mệt không? Hay là nghỉ một lát rồi đi tiếp? Tôi vẫn đi được. Nhà ông chẳng bù với nhà tôi. Vợ tôi mở miệng ra thì chỉ có chuyện cơm áo gạo tiền thôi. Không có lá đỏ lá xanh gì hết. Thế nên đây là lần đầu tiên tôi tận mắt ngắm lá đỏ đấy. Ông Nghĩa, ông không sao chứ? Tôi đang say sẩm hết cả mặt mày. Hay huyết áp của ông lại lên rồi, mà sao không tìm thấy thuốc đâu cả? Ông Nghĩa, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Sao khi không, bác và ba cháu lại đi ra ngoài thế? Lỗi là tại tôi. Chính tôi đã rủ ông ấy đi nên mới ra nông nổi. Trời ơi, sao bác lại rủ ba cháu đi như thế? Nhỡ ba cháu có bề gì thì bác tính sao đây? Tôi xin lỗi. Chỉ vì tôi muốn giúp ông ấy thực hiện mong ước trước khi ông ấy không còn nhìn được nữa. Bác nói sao? Ai là người nhà của ông Nghĩa ạ? Chính là tôi. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng trước hết tôi có việc cần trao đổi với anh. Cháu sẽ nói chuyện này với bác sau. Ông Nghĩa đã khỏe lại rồi à? May quá, đúng là hú hồn hú vía. Bác Quân, cháu đã nghe biết hết sự việc rồi. Bác cũng chỉ vì muốn giúp ba cháu thực hiện mong ước nên mới làm thế. Cháu xin lỗi vì đã to tiếng với bác. Không có gì đâu. Tôi cũng nóng vội quá, làm ông ấy suýt nữa thì... Đáng lẽ cháu phải đưa ba cháu đi mới phải. Cháu làm con mà tệ quá. Cháu tính sẽ đưa ba ra nước ngoài chữa mắt, để ba cháu có thể ngắm thêm thật nhiều lá đỏ nữa. Thế thì tốt quá rồi. Hôn lễ bất ngờ. Hôm nay vẫn chưa thấy bà Dung qua đây ông nhỉ? Bà ấy qua hay không thì có ảnh hưởng gì đâu chứ. Vừa nhắc đã tới. Cháu chào bà Dung ạ. Bà đi chợ ngang qua đây, nhân tiện mang cho hai ông cháu ít bánh bí đỏ tự làm. Ôi ngon quá, cảm ơn bà. Cuốn sách hôm trước tôi hỏi ông đã tìm thấy chưa? Tôi vẫn chưa tìm được đâu, chắc phải vài ngày nữa. Vậy sao? Thế thì hôm khác tôi lại qua. Hai ông cháu làm việc đi nhé. Bà đi cẩn thận ạ. Cháu thấy bà Dung có tình cảm với ông đấy. Gần như ngày nào bà ấy cũng qua đây. Đã thế còn làm toàn món ngon mà ông thích thôi. Già cả rồi còn tình cảm cái gì chứ. Mà ai bảo cháu là ông thích mấy cái thứ ấy? Ông vẫn thích ăn bánh bí đỏ lắm mà. Bà ấy biết ông thích nên mới làm đấy chứ. Nghe nói ông thích viết bút máy kiểu cũ. Sẵn tiện nhà tôi có chiếc bút này còn tốt. Ông giữ lấy dùng nhé. Tôi không dám nhận đâu. Dù sao nhà tôi cũng không có ai dùng. Ông cứ cầm lấy cho tôi vui. Thôi được, cảm ơn bà. Hôm trước tôi đi qua chợ đồ cũ, thấy có đồng xu cổ đẹp quá. Tôi biết ông thích sưu tập tiền xu nên mang về tặng ông nè. Đồng xu đẹp quá. Cảm ơn bà nhé. Không có gì đâu, chỉ cần ông thấy vui là được. Ông ngậm chút chanh với mật ong là đỡ ngay đây. Trước giờ tôi vẫn dùng cách này. Cảm ơn bà. Bà chu đáo quá. Phải rồi. Dạo này trời lạnh rồi. Ông chú ý hoàng thêm khăn cho ấm, kẻo bị cảm đấy. Lâu rồi không thấy bà Dung qua đây nhỉ? Không biết bà ấy ốm đã khỏi chưa nữa? Bà ấy bị ốm sao? Vâng, hôm trước cháu nghe bà Mai hàng xóm nói là bà Dung mới bị ốm nặng. Tội nghiệp bà ấy, con cái thì đi làm bận, ốm đau mà nằm nhà có một mình không ai chăm sóc. Hay là cháu đi cùng ông đến thăm bà ấy xem thế nào? Dạ được ông, ông mà đến chắc bà ấy vui lắm. Cháu đi nhanh lên chút được không? Ông ơi, cháu đang đi với tốc độ tối đa cho phép rồi đấy.
cháu mà đi nhanh nữa là phải vào đồn cảnh sát, chứ không đến thăm bà Dung được đâu ạ. Chào hai ông cháu. Bà đến rồi đấy hả? Bà khỏi hẳn chưa ạ? Bà khỏi hẳn rồi, nhờ hai ông cháu đến thăm nên bà mới nhanh khỏe đấy. Thực ra hôm nay tôi muốn qua đây mời hai ông cháu đến dự đám cưới. Mời cưới? Cháu tưởng anh nhà đã lấy vợ rồi mà. Không, là đám cưới của bà. Cưới bà, nhưng với ai chứ? Một người bạn mà tôi quen biết đã lâu. Tôi thấy cũng đã đến lúc rồi. Tôi không muốn phải cô đơn một mình nữa. Đám cưới tổ chức vào chủ nhật tuần này ở nhà tôi. Chỉ là một bữa cơm thân mật thôi. Hai ông cháu nhớ đến dự nghe. Tôi sẽ tới. Cái gì? Đây là... Thế này là sao? Đây là tôi mà. Ông ngạc nhiên lắm phải không? Ba, ông nội. Hôm nay là kỷ niệm 40 năm ngày cưới của chúng ta. Tiếc là từ sau khi bị ngã, trí nhớ của ông giảm sút đi nhiều. Ông đã quên mất tôi, thậm chí coi tôi như người xa lạ. Thế nên tôi định lập kế hoạch để làm quen lại với ông, dựa vào sở thích, thói quen của ông để giành lại tình cảm của ông một lần nữa. Thật như vậy sao? Sao tôi... Tôi đã nhớ ra rồi. Cảm giác thân thuộc này, thế có nghĩa là tôi đã thành công rồi phải không ông? Tuy là tôi không thể nhớ được hết, nhưng tôi biết bà đã luôn ở bên tôi. Cảm ơn bà nhiều lắm. Tốt quá rồi, chúng ta ăn mừng gia đình đoàn tụ thôi. Cháu cũng biết rồi sao? Vâng, khi cháu vừa tới làm đã được nghe câu chuyện của bà. Cháu cảm động lắm. Cháu thấy rất vinh dự vì mình được trở thành cầu nối tình cảm giữa ông và bà. Chúng ta bắt đầu lễ cưới thôi chứ nhỉ? Mọi người đều sẵn sàng rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.